Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được trời thương Phật độ, nổ lộc trúng lớn liên tiếp, trở mình đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, những năm vừa qua, trong cuộc đời Tân Dậu trời đã đổ những cơn mưa lớn. Thật tiếc khi thay vì ở nhà nằm nghỉ, họ lại bị tiếng gọi của số phận cám dỗ, rồi thức dậy mình trần lao ra giữa bão táp như một câu nói quen thuộc, hạn thường không để cho ta biết là hạn. Nó thường giả dạng dưới hình dáng của cơ hội. Nếu ta mạnh dạn nắm lấy ban đầu có thể nở chút nụ cười hân hoan, để rồi sau đó là ngập tràn những lo toan, mỏi mệt. Tân Dậu đã trải qua tất cả những khó khăn đó, những gì phải trả họ đã trải rồi. Những mất mát cũng đã trải qua, giờ đây chỉ còn lại một Tân Dậu đầy suy tư với thân thể mang nhiều thương tội và tinh thần ngập tràn hoang mang. Họ đang tự động viên mình bước vào một giai đoạn mới. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Tân Dậu sinh 1981, bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch với nhiều cơ hội được mở ra. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần chú ý điều này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Tân Dậu có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 nhé. Người tuổi Tân Dậu sinh 1981 cầm tinh con gà, địa chi long tàn chi kê, tức gà trong lòng, mệnh thạch lựu, một cây thạch lựu. Những người tuổi này tính tình lanh lợi, hoạt bát, bạn có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Tân Dậu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Tân Dậu lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Tân Dậu là người sống tách biệt, kín đáo, với vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo, họ khá mạnh dạn, dám nghĩ dám làm và rất kiên định. Tân Dậu rất tự lập và hiếm khi dựa dẫm vào người khác, họ cảm nhận rất rõ về cái tôi và có thể khiến những người xung quanh phải câm lặng. Đôi khi Tân Dậu cần học cách ngừng nói về bản thân và lắng nghe những người khác. Tân Dậu có tài hùng biện và có thể dùng lời lẽ để lấn át miệng lưỡi đối thủ. Họ là rất trung thực và thường không quan tâm nhiều tới cách lựa chọn câu chữ. Đặc điểm này càng nổi trội ở Tân Dậu, khiến lời ăn tiếng nói đôi khi có thể rất khó nghe. Tân Dậu rất nghiêm khắc khi xử lý lỗi lầm, sự lạnh lùng, khó gần và bản tính đôi chút hung hăng của Tân Dậu thường gây trở ngại cho tình bạn hay tình yêu. Nguồn năng lượng vô tận đôi khi khiến họ chú ý quá nhiều tới các chi tiết,
Tân Dậu nên học cách tập trung vào kết quả cuối cùng thay vì quá chú ý đến tiểu tiết. Tuổi Tân Dậu hơn người già cũng khó đoán, bởi họ là mẫu người đa tài. Một số người trong nhóm Tân Dậu sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa, trang trí sắc màu văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, Tân Dậu sẽ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Bản chất yêu thương con người khiến họ đi theo con đường y dược, bảo hiểm, giáo dục, công tác từ thiện xã hội. Dù Tân Dậu có đi theo con đường nào thì cơ hội thành công và giàu có cũng cao, bởi họ có tài, có tâm, lại kiên cường vươn lên không biết mệt mỏi. Quan trọng hơn là Tân Dậu nắm trong mình lộc cách. Tuổi Tân Dậu phù hợp với các lĩnh vực an ninh quân đội, đặc biệt những năng lực, khả năng của họ được bộc lộ rõ ràng và sẽ nhanh chóng được thăng chức. Nên nếu được lựa chọn nghề phù hợp nhất thì nên đi theo con đường đó. Tân Dậu có vận may về tài chính. Tân Dậu thường không để tất cả trứng vào một giỏ nên cũng không phải rơi vào cảnh trắng tay. Tân Dậu cũng nên thử sức và có cơ hội làm giàu nhanh chóng. Bản mệnh đã đi qua những thời kỳ khó khăn, thất bại. Khi ta mỏi mệt rồi nghe lời động viên mà lấy động lực, lại lao vào chiến đấu can trường, đấy sẽ là người mà ta hiểu hơn ai hết, rõ hơn ai hết, là người duy nhất trên thế giới này ta có thể trao gửi trọn chân thành. Đấy cũng là người sẽ khiến ta tốt hơn, đẹp hơn, phấn đấu để thành phiên bản hoàn mỹ của mình nhiều hơn, sửa những lỗi lầm mà ta có, nhắc ta không phạm phải những điều không nên. Và khi cả thế giới này quay lưng lại với ta, không tin tưởng ta, không ủng hộ ta, chính Tân Dậu sẽ là người duy nhất cho ta nguồn động lực mà hiện thực hóa những điều mình mong mỏi. Tân Dậu chấp nhận cái mà mình đang có, nhìn vào những cái cũng ổn để khỏa lấp đi những cái thiếu sót hay trống rỗng trong lòng, sau đấy tập trung vào công việc, phấn đấu vào sự nghiệp, chăm chỉ làm ăn như một cách để quên đi nỗi thất vọng về việc ta đã không có được đủ sự sẻ chia trong gia đình nhỏ của chính mình. Không thủ đoạn, chẳng mưu mô, không đê tiện, chẳng đớn hèn, vậy nên ra ngoài xã hội, Tân Dậu được sống rất tốt là khác. Tân Dậu có cơ hội mới tiềm năng hơn, nhưng sử dụng thế nào, tạo ra bước phá được hay không còn tùy thuộc vào độ nhanh nhạy, lì lợm và khôn khéo của mình nữa. Và hãy tin rằng có phúc ắt có lộc, sống thiện lương không đi đâu mà thiệt, ở đời hơn thu tranh đấu, lo được, lo mất, nhưng về cuối cùng nhìn lại bản thân bình yên, gia đình hạnh phúc là được. Vận mệnh của người tuổi Tân Dậu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, Tân Dậu thường may mắn được người giúp đỡ, trợ giúp và ủng bạn nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Nếu thuận sanh ba ngày, vào hai mùa đông, mùa xuân, cuộc đời sung sướng, an nhàn, có người còn được cả vinh hoa phú quý vì có chỗ dựa vững chắc, lâu dài. Nghịch sanh tấm thân tuy không vất vả, nhưng gia đình tình cảm không yên, tiền bạc giàu ra thất thường. Tân Dậu có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn, phải đi vào hậu vận, gia đình trở nên khá giả nhờ vợ, con cuộc sống có nhiều niềm vui. Tân Dậu là người đam mê công việc, rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Tân Dậu thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định. Họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác. Tuy nhiên, người này khá bướng bỉnh, ngoan cố và ngạo mạn. Tân Dậu kỳ vọng nhiều vào những người khác và chính bản thân mình. Họ đề cao quá mức cái tôi và thường tìm kiếm những người biết lắng nghe để duy trì và nuôi dưỡng cái bản ngã vốn đã rất lớn của mình. Nam mệnh tuổi Tân Dậu. Nam Tân Dậu là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ là người có bản tính trung thực, không quan tâm đến câu chữ sau đó mà có thể gây khó chịu về người nghe, về lời ăn, tiếng nói của bản thân. Đặc trưng trong tính cách của họ chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cũng như chút hăng trong bản tính là trở ngại lớn nhất trong tình yêu của Nam Tân Dậu. Đa phần Nam Tân Dậu là những người có cuộc sống sung túc từ nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập hay hoang phí nhưng lại có chí tiến thủ. Nam Tân Dậu là người làm ra nhiều tiền nhưng hoang phí nên sẽ phải gặp tình trạng túng quẫn bất ngờ, cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nếu biết cách tiết kiệm, hạ thấp cái tôi của mình xuống thì hậu vận mới mong có được cuộc sống an nhàn. Công danh thì có khi lên cao, khi xuống thấp, chỉ được đánh giá ở mức trung bình mà thôi, không dư giả quá nhiều, gia đạo không mấy ôn hòa, tình ruột thì không được son sắc và thắm thiết.
Bản mệnh của tuổi Tân Dậu sinh 1981 được Phật Bất Động Minh Vương bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc. Để tiến tới thành công thời điểm mấu chốt, muốn học được cách suy nghĩ độc lập, có quyết đoán và có sự tỉnh táo thì đừng quên thỉnh vật phẩm phong thủy các tường này. Nữ mệnh tuổi Tân Dậu. Nữ mệnh có năng lượng kép từ hành kim nên sẽ đặt ra rất nhiều áp lực cho bản thân cũng như người khác, đề cao cái tôi cá nhân nên họ sẽ có xu hướng tìm những người biết lắng nghe, thấu hiểu mình. Nữ mệnh tuổi này là người có cá tính mạnh mẽ và kiên định với suy nghĩ của mình, không biết dựa dẫm vào bất kỳ ai mà đều tự mình vươn tới. Đây cũng là tiếp người say mê công việc, làm gì cũng phải tính toán và khắt khe, để ý. Với họ thì gia đình bao giờ cũng là quan trọng nhất, vì thế những điều mà họ cố gắng suy cho cùng cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Họ thường là người có tài hùng biện, lời lẽ của họ có thể lấn át được đối thủ. Họ cũng là người ngay thẳng, chính trực, không để ý quá về câu chữ. Do vậy nên nhiều khi cách họ nói có thể khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản chất của họ có một chút gì đó vô cùng lạnh lùng và hung hăng, sẽ khiến cho vấn đề tình yêu trở nên khó khăn. Theo tử vi trọn đời thì nữ mệnh là người có số sướng, từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình có nhiều của cải, cuộc sống sung túc hơn những bạn bè khác. Bước vào giai đoạn lập nghiệp có đôi chút khó khăn nhưng vẫn có quý nhân giúp đỡ, hoạn nạn thì có bạn bè sẻ chia. Về sau khi đã có gia đình cũng được chồng con yêu thương hết mực, vợ chồng hòa thuận đến già, tài lộc càng về sau càng dư dả, sung túc đến lúc cuối đời. Nhìn chung, nữ mệnh Tân Dậu là người có vận mệnh tốt, cả về trung vận và hậu vận, gặp nhiều sự may mắn, dễ dàng lập nghiệp, thành công hơn người, cả cuộc đời không băn khoăn gì về tiền bạc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Tân Dậu. Tuy nhiên, cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn, do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức. Dưới sự ảnh hưởng của dịch mã, thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới. Dù có phải bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể của thời điểm này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến. Hãy ghi nhớ rằng, bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng, vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Nguyệt lệnh lâm quang cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới, niềm hy vọng dâng trào nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Tân Dậu. Tử vi cho thấy, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp.
Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường, mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, thời điểm này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong thời điểm này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách khi gặp phải khó khăn. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này với sự tự tin và lòng kiên trì. Với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Tân Dậu có những tín hiệu tích cực, nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị, vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cấp thiết như quần áo mới hay mỹ phẩm. Đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đã vào những thói quen tiêu cực như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi vì bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm, bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, sức khỏe của tuổi Tân Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa, làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời điểm này. Hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp nó duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng, khi cơ thể khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe.
không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để kết nối với bản thân, một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, xoa dịu những căng thẳng thường ngày. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, bức tranh tình duyên của người tuổi Tân Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi sự thật không như những gì bạn nghĩ, và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm. Trong thời điểm này, có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ, có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng, mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề, nhưng một bữa tối lãng mạn hay một buổi đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng để tình yêu có cơ hội thăng hoa và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng của các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Trong thời gian này của tháng 10 âm lịch, tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân. Sau những ngày mưa gió, bạn có thể sẽ nhận được cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ mới mẻ này không chỉ mở ra nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp, mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chủ động thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách tự tin và sáng tạo. Đừng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm cá nhân của bạn, bởi đây chính là thời điểm mà những ý tưởng độc đáo sẽ được đánh giá cao. Bạn có khả năng tạo ra những đột phá mới trong công việc, và nếu thành công, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn trong tương lai. Về mặt tài chính, trong thời gian này mang đến cho bạn những khoản thu không ngờ từ việc đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực trước đây của bạn đang bắt đầu mang lại thành quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các kế hoạch lớn hơn cho tương lai, có thể là một dự án đầu tư mới hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy tự tin vào khả năng phân tích và dự đoán của mình. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ có thể mang lại những lợi ích lớn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng trong đầu tư không có gì là chắc chắn. Đánh giá cẩn thận rủi ro và đừng để lòng tham dẫn dắt quyết định của bạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn, những cơ hội lớn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm cúm hay mệt mỏi do căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian cho các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục. Việc duy trì sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn có tinh thần làm việc tốt hơn, mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Bạn đừng quên rằng,
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Trong thời gian này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân, là những người tuổi Tý và tuổi Ngọ. Họ có thể giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc mang đến những cơ hội bất ngờ. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng thêm tầm nhìn và cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Dậu và tuổi Sửu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy khéo léo trong giao tiếp và tránh để những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho thời gian này sẽ là màu xanh dương và màu tím. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng, sáng tạo trong công việc của bạn. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 22, 29, 41 và 57 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong thời gian này. Hãy chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định công việc. Tiếp theo là tử vi từ ngày 26 tháng 10 âm lịch đến hết tháng của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Tân Dậu sẽ bước vào một giai đoạn đầy triển vọng và những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cuối cùng cũng đã được cấp trên ghi nhận và đây chính là lúc để bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Bạn không còn phải giữ kín những thành công của mình, hãy mạnh dạn chia sẻ và thể hiện bản thân, bởi sự tự tin này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Có thể bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng và điều này sẽ là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình. Những ý tưởng mà bạn từng ấp ủ giờ đây có thể trở thành hiện thực và bạn hoàn toàn có khả năng biến những khó khăn thành những bậc thang đưa bạn lên cao hơn trong sự nghiệp. Về mặt tài chính, trong thời gian này sẽ mang đến cho bạn những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng từ những nỗ lực trước đó hoặc thu hồi được những khoản nợ đã chờ đợi từ lâu. Đây thực sự là một tin vui giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng khoản tiền này. Việc đầu tư vào những cơ hội hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Đừng quên lập một kế hoạch tài chính cho những tháng tiếp theo. Một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu tài chính sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, thời gian này sẽ chứng kiến những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc tham gia vào các hoạt động thú vị, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc vui vẻ sẽ củng cố thêm tình cảm giữa hai bạn. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để mở lòng và tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu. Hãy duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe trong thời gian này. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực mà còn tạo ra sức đề kháng tốt cho cơ thể. Hãy dành thời gian để tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, yoga hoặc đơn giản là đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cho những ngày tiếp theo. Ngoài ra, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn. Trong thời gian này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân, là những người tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ sẽ giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể tiến xa hơn trong công việc. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ khi cần thiết. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Mão và tuổi Dậu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực. Đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho những ngày cuối tháng 10 âm này sẽ là màu cam và màu nâu. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự ấm áp, mà còn tạo ra cảm giác an lành và ổn định. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 28, 39, 46 và 53. Đây sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong thời gian này. Chú ý đến những con số này,
có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc trong các quyết định công việc. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương mang trong mình khả năng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển trí tuệ và kiến thức, hình dạng tháp 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng thể hiện sự phát triển vững chắc và tiến lên đỉnh vinh quang, phản ánh tinh thần của người mang mệnh thiên thượng quả. Tháp Văn Xương không chỉ tạo ra một không gian thích hợp để phát triển tri thức, mà còn thể hiện tinh thần của sự dũng cảm và nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Tân Dậu sinh 1981, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Tân Dậu, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng với khó khăn của tuổi Tân Dậu. Tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng. Với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm, người tuổi Tân Dậu có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Tân Dậu sinh 1981, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ, thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Tân Dậu sinh 1981, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Tân Dậu thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng, với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức. Vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Tân Dậu. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Tân Dậu để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Tân Dậu sinh 1981, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí, mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn, cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Tân Dậu sinh 1981 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Long quy. Tượng Long quy với hình tượng rồng mình rùa là một biểu tượng phong thủy có ý nghĩa đặc biệt. Tượng Long quy không chỉ đơn thuần là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những tác động mạnh mẽ trong việc hóa giải khí và mang lại vinh hoa phú quý. Với hình ảnh đầu rồng rùa, biểu tượng Long quy tượng trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh, phong thái dương giả, trong khi biểu tượng rùa cho sự bền bỉ,
Chiến đấu và sự ổn định, sự hợp nhất này mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ và cân bằng cho người sở hữu. Tượng Long Quy đứng trên núi Tiền Giàng, biểu tượng cho tài lộc và thịnh vượng. Sự hiện diện của những biểu tượng này mang lại hoạt động hóa giải tà khí và tạo ra năng lượng tích cực, giúp mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống và công việc. Cây tài lộc. Cây tài lộc bằng đá thạch anh đã trở thành vật phẩm phong thủy độc đáo, được rất nhiều người ưa chuộng để đặt trên bàn làm việc. Không chỉ có giá trị phong thủy cao, vật phẩm này còn thể hiện sự tinh tế và sang trọng, hoàn hảo cho không gian làm việc hiện đại. Dù có thiết kế đơn giản nhưng cây tài lộc luôn tỏa sáng rực rỡ, phú quý, thịnh vượng, mang đến may mắn về tiền bạc và danh vọng. Nguồn năng lượng dồi dào từ đá thạch anh giúp kích hoạt dương khí trong không gian, thu hút tiền tài và may mắn. Điều này có thể đóng góp phần cải thiện cả khía cạnh công việc và sức khỏe của người sử dụng. Năng lượng tích cực từ thạch anh giúp tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, đồng thời giúp cải thiện tinh thần, làm cho đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo, tập trung vào công việc và phát huy tối đa năng lực, sẽ giúp người sử dụng đạt được những mục tiêu đề ra. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.